Khoảng 7 giờ ngày 25 tháng 8, một số tỉnh ven biển phía đông bắc như thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu mưa to, gió giật và kèm theo sấm chớp lớn. Tại các tuyến phố trong nội đô của thành phố Hải Phòng, mưa lớn, nước ngập cục bộ. Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, sáng cùng ngày tại thành phố Hải Phòng, gió giật mạnh kèm theo mưa rất lớn, khiến một số con phố ven biển bị ngập cục bộ. Tàu thuyền được neo vào bờ tránh bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 3, tên quốc tế là Ma-on. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô. Từ khoảng trưa ngày 25 tháng 8, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5-3,5 m, biển động mạnh. Cơn bão có cái hoàn lưu mưa bão cũng tương đối rộng, đồng thời di chuyển dọc theo các tỉnh đất liền Trung Quốc và hướng về phía đông bắc nước ta. Vùng gần tâm bão mà sát với khu vực đất liền Trung Quốc thì có những cái nơi sẽ là đạt được cấp 8, đạt cấp 9, cấp 10 và sóng biển cao từ 2,5-3,5 m. Trên đất liền thì chúng tôi đặc biệt lưu ý về một cái đợt mưa lớn dự báo là bắt đầu từ trưa chiều nay cho đến hết ngày mai. Tổng lượng mưa dự báo của cái đợt và do cơn bão số 3 này ở khu vực Bắc Bộ chúng tôi dự báo từ 100 đến 200 mm, có những nơi sẽ trên 250 mm.